VnWeb thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,9 triệu tuyển đại lý cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999. Website duyanhweb.com.vn. Xin chào các bạn, tôi là Duy Anh Nguyễn, giám đốc công ty thiết kế web VnWeb. Hôm nay thì tôi sẽ dẫn các bạn đi tắm quăng nóng ở Ngọc Chiến, Sơn La đây nhé. Đường đi nó khá là bập bình đấy. Tôi vừa di chuyển ở nhà nghỉ Hương Rừng ra, tí nữa thì tôi sẽ quay cho các bạn xem nhà nghỉ Hương Rừng. Nói chung là đường thì hơi vất, có nắng là đẹp quá. Đấy, cầu treo này này, cầu treo của dẫn đi tắm Hải Sapa TV dẫn ra đấy. Đấy chính là cái cầu treo này đấy. Chính xác cái cầu này này. Đấy, dẫn đi tắm đấy. Trong clip cứ tưởng là từ nhà nghỉ Hương Dương ra chỗ tắm đi qua cái cầu này, nhưng thực tế thì không phải. Thực tế là cách tận 4 cây cơ. Từ Hương Dương ra tận 4 cây cơ. Xem clip của Hải Sapa làm tôi lại cứ tưởng là cái chỗ tắm đó là của nhà nghỉ luôn. Đây, đến chỗ tắm nóng rồi này nhé. Đây, giá vé này 20.000 này, đồng giá nhé. Đây khu tắm này. Kèm cẩn thận đấy, nóng bỏng đấy em kê nhá. Luộc gà luôn đấy. Nóng đấy. Em kê sẽ sang cái bên kia thôi. Đấy, đồ đặt trên cái bàn ấy tiện quá. Đây các bạn nhá. Nói chung tắm này là cũng được. Nước tự sủi lên. Đây là sau các bạn mà đi tiện luôn thì thuê nghỉ ở chỗ nhà này luôn. Nhà tắm nóng này luôn này. Đỡ phải đi chạy xa xôi này. Nghỉ một nơi tắm một nơi bất cập lắm. Đó là chỗ này luôn này. Đấy. Đây thì khu này nó là nhà Việt Bắc đây. Nhà này là nhà Việt Bắc. Nước nóng thì được, nói chung là tắm thoải mái. Tôi quen tắm nóng quen rồi nên thấy thế này vẫn dễ chịu không sao cả. Ok, kéo mà lại thành gà luộc rồi nhá. Thế thì đi hôm nay nhà tôi đi đầu tuần nên thành ra là gì rất là thoải mái luôn. Nhà này biển nó hơi không rõ ràng, tìm đi tìm lại mấy lần liền. À bên này có vẻ nóng hơn đây này. Bên này thì chắc là nóng hơn này, bên này bốc hơi lên đây này. Này cũng luôn cái này xuống ơi, bên này nóng luôn này. Bên này bốc hơi nghi ngút này. Ai à, bên này nóng lắm. Bên này nóng lắm. Ở đây cơ. À, cái bể này là bể chảy đi nhìn có vẻ hơi bẩn. Mà đúng là nên che nó lại, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Này nhìn nó hơi ghê, nhìn nó hơi khiếp quá. Ôi cá còn sống được đây này, cá còn sống được ở cái bể này này. Ừ, trào ra nên bể bên này nó. Nhưng mà đúng là thì nên chỗ này nên trồng hoa lên bên trên đấy, nhìn nó sẽ đẹp ghê hơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chỗ này thì nóng hơn ở Kim Bôi. Kim Bôi thì phải phải xây bể trong nhà. Đây, chủ tịch với lại công chúa đây. Mới đầu là thế thôi, sau là vừa. Cái bể này phù hợp cho trẻ con này, nhưng mà trơn lắm đấy, cẩn thận đấy. Chút bước xuống đây là hết sức cẩn thận, nó hơi trơn đấy. Các bạn đi tắm ở đây phải cẩn thận chút. Đá người ta không lát đá chống trượt nên hơi trơn. Bể này hơi nông. Bể này cho trẻ con tắm thì được. Không, vừa không ạ. Bể này thì không rét, bể bên kia rét. Đây là đun nó mạch lên đây này. Mạch Mạch này, mạch ở đất lên này, đất tự sủi nước lên này. Đây này, đây này, đun nước này, nước đun ở đây này các bạn này. Đấy, mai thì nhà tôi sẽ đi chạm tấu. Hôm nay là đi đây là xá gì nhỉ? Ngọc Chiến Sơn La. Để ngồi xuống cái kia đứng lên. Ngồi xuống. Mẹ mày thế ngồi xuống. Thì là không lạnh. Đấy, thấy chưa? Đứng lên. Đấy. Mẹ mày hút xuống cái đứng lên. Không lạnh. Tắm xong rồi là bây giờ nhà tôi là đang trên đường về chỗ nghỉ homestay. Hơi xa. Nói chung là cái khu này này tôi đánh giá được mỗi cái là nước nóng tự nhiên, nóng giả. Tắm được. Thích, nước sạch. Nước không mưa. Đấy. Còn đường thì đây quá vất vả luôn, đi qua đèo khó vạn. Những cái hôm trời sương mù chết khiếp luôn. Đường thì toàn là ổ voi ổ gà này. Vừa nãy tìm cái nhà chủ tắm Việt Bắc khoai lắm. Gọi cho ông chủ thì chỉ đông chỉ tây ra, cuối cùng khuyến mại cho câu yểu quá. Chán luôn ông chủ, không nhiệt tình nào cả. Thế chắc là có cái khoáng to nhất chỗ này nên có vẻ hơi kênh kiệu. Đấy. Gọi điện kiểu yêu quá. Chắc. Được cái bản làng đẹp. Đây. Kể mà chỗ này mà có tắm ở đây thích này, đây đây này, đây này tắm giữa này mới sướng này. Đấy, tắm giữa này thì thích này, không có cái mỏ nào đấy. Đấy, bản làng thì đẹp, mùa lúa thì đẹp, mùa này thì gặt hết rồi. Đấy là sơ bộ về tắm quang nóng ở Sơn La. Đấy thì là quy mô nó là như vậy. Đường đi thì hùng vĩ đấy, nước thì nóng đấy, nhưng có cái là cơ sở vật chất thì chưa được ổn lắm, người ta chưa chú trọng đầu tư lắm, cái loại chưa được nhiệt tình lắm. Đấy, gọi điện để tìm đến chỗ tắm anh chủ về chủ phái chủ nhà nào chủ nhà anh chủ nhà Việt Bắc có vẻ hơi kinh kiệu, khuyến mại cho mình thêm một câu là yêu quá. Chắc là mình dịch ra chắc là yêu sách khỉ gì. Đi tìm đến nhà ông để tắm ông lại bảo yêu sách, không biết cổng nào thì ông cũng chỉ cho người ta tí làm sao đâu. Đấy, nhưng đi thì đây, còn đây là đang vào chỗ homestay nghỉ qua đây. Ở một cái bungalow, tí nữa cho các bạn xem luôn. Cái bungalow cũng rẻ thôi, 600.000, nhưng mà nó cũng chẳng có gì. Đây, tí nữa thì vào cái bungalow tôi sẽ quay cho các bạn xem cái bungalow tôi ở nhé. Để review cho anh em mình đi tắm phong nóng ở Sơn La thì biết nó như nào. Homestay đây các bạn. Homestay trong cái túi hay trong túi đúng không? Có chìa khóa trong túi. Đây, sắp bến rồi. Có quả cổng gỗ ấy, hay. Gỗ đẹp hết á. Đây dễ không ơi. Biết rồi, còn đóng giống chứ. Bên trên là cả quả núi luôn ấy. Mở hơi nhỏ ạ. Đi hơi mướn. Còn chịu khó làm hết đấy nhỉ.
để xe đấy hay đèn nào kia. Hẳn trên kia đi ông còn lấy đồ. Vướng cây hoa hồng kìa. Xe à, vướng cứ đi thoải mái. Xe không. Ờ, sợ gì sợ xe không? Đi thoải mái đi. Cái hồng này lười chả biết là. Lười đéo biết cái hồng này thì vào bên này cho nó lại. Lười không biết là. Tôi ở cái bung ga lâu này. Đấy. Đi về bung ga lâu con ạ. Về cái phòng của chúng ta. Bây giờ là nhà tôi là sẽ lên để trả phòng. Trả phòng để đi nậm nghiệp, với lại đi mù cáng trải chơi. Không biết thời tiết này có đẹp không, có ủng hộ không. Chỗ này lắm đảo lắm. Rất nhiều đảo. Ok, khẩn trương, khẩn trương. Lên là tắm rửa. Đây, tối uống cà phê ở đây thì cũng được. Ngồi view view ra nhìn những bản làng xa xăm. Đây, nhưng mạng méo trên này sóng không tốt đâu. 3G chập chờn lắm, không ổn. Wi-Fi cũng chập chờn. Đây. Đây. Kể mà dưới này mà có mấy cái ruộng bậc thang nữa thì đẹp lắm. Kia là núi à, mây kìa. Đấy, bên trên biên. Ok, thế là kết thúc cái video đi tắm khoang nóng ở Ngọc Chiến, Sơn La nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Dinh Web để thường xuyên cập nhật những cái clip mới nhất. Dinh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,9 triệu tuyển đại lý cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999. Website dinhweb.com.vn.